đấm núi rồi, không nổi luôn rồi. Dữ dữ dữ. Dữ lắm rồi. Giật cái cây. Rồi ok, bắt đầu. 2 3 4. Thôi thôi. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì tiếp tục đến với Hoàng Thanh, lấy cái tàu kéo thử sức mạnh dòng cái bụi cỏ như thế nào đây. Mời các bạn mọi người cùng xem toàn cảnh cái video dòng lấy cái tàu kéo lột cái cabin dòng cái bụi cỏ ha. Đó, dây cò đã chuẩn bị sẵn sàng hết. Dòng bụi cỏ hay dòng bụi cây đây, tại vì cái chân vịt của em ấy mới đổi cho nên là thử ha. Đây là một cái video gọi là thử trải nghiệm thử cái tàu kéo mini nó như thế nào ha. Động cơ bên dưới là vẫn là động cơ máy Robin 2 thì. Chiếc tàu này thì ngang 1m6 ở dưới quên dài 1m6 1m mấy à. Đây vẫn là cái nón lá của em ấy. Bây giờ thì các bạn cùng xem ha. Thì các bạn bây giờ thì Hoàng Thanh sẽ chuẩn bị kéo cái cây ha. Thì cũng như em nói là ông kia ông nói kéo ông nào không biết ông nào, tôi cũng không biết ông nào luôn, mà ông nói kéo cây này cho tiền nhưng mà không biết là có phải là như vậy. Ông nói kéo cái cây này lên tiền á, cho tiền. Ông cho nhiêu? Cỡ tiền xăng tiền thương máy ông. Bây giờ thì Hoàng Thanh chuẩn bị lấy cọng dây lát gịch cái cây bằng búp đùi các bạn, rất là bự nha. Bây giờ thì tiếp tục mà các bạn mọi người tập trung vào hình, chú ý bắt đầu đề ba. Ok, action, chạy chạy đi. Rồi chuẩn bị khởi động máy các bạn ơi. Rồi action diễn. Ông kêu kéo cây đó. Ông kia là ông này đây, ông kêu kéo cây, ông cho tiền để ông chiêm ngưỡng cái tàu kéo các bạn. Ok, bây giờ máy đó chuẩn bị. À, hay chưa, hay chưa. Ok. Đây, gịch nha. Tới luôn, đúng rồi, rồi đứt dây rồi. Quá dữ, đứt dây luôn. Bây giờ tiếp tục em ấy sẽ đấu nấu vô những cọng dây, đặt máy mới được. Quá trời, cái cây nó tải nặng mà, tàu kéo mà. À, bây giờ thì... thiệt là quái nồi các bạn à. Rồi ok, action. Đây, bây giờ thì cái cây này là cái cây cột, cũng không biết ông nào đây, do mưa gió là bị đây. Ok, giật bằng tay luôn. Trời. Tới luôn em ơi. Đó, thấy chưa, các bạn thấy mạnh không? Trời ơi, ơi, vừa vừa thôi cưng. Dây hai lần luôn. Quá trời, tàu kéo mạnh mà. Con dây kia đâu, con dây nãy thằng ấy đã giục đâu. Trời ơi, gọi là rồi sao vậy? Lội xuống dưới luôn Thanh, bỏ đi. Ờ, rướn vô, rướn kiếm cọng dây. Thôi rướn lấy cọng dây kia đi. Rồi, bây giờ thì em ấy chuẩn bị buộc cọng dây ha. À, bây giờ sẽ cọng dây này sẽ cứng cáp hơn hồi nãy rất là nhiều. Ở không mà chơi cái chiêu này cũng thú vị chứ. Đó, bắt đầu nha. Tàu kéo mini sẽ lôi cây cổ thụ. Ok, bây giờ thì em ấy sẽ chuẩn bị dần. À, diễn 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 thôi, tới luôn anh ơi. Diễn luôn, tới luôn. Ồ, quá mạnh. Ôi, dữ, dữ, dữ. Dữ lắm rồi. Gịch cái cây. Rồi ok, bắt đầu. 2 3 4. Trời ơi, thốn thốn. Rồi. Quá mạnh. Rồi. Ê, banh đó. Ờ, dính cọng dây nữa chứ. Cọng dây này nó cao. Ờ, dính đinh nó hết trơn mà. Nước cũng cuồn cuộn như ai ha. Dữ dằn, dữ dằn, không bằng dữ dịch. Rồi trôi luôn. Quá mạnh các bạn. Dính đinh tùm lum hết trơn mà rất là khó ra ha. À, thật nể cái sức mạnh của cái chiếc tàu kéo. Bây
giống như là tàu kéo lấy gỗ để mà đóng tàu vậy ha. Giữ dần, giữ dần. Rồi ok, bây giờ thì tiếp tục đẩy ngược nó luôn nè. Tới luôn, tới luôn, đẩy tới luôn, đúng rồi. Đẩy ngược nó luôn cưng. Bây giờ thì thử thách đã xong ha. Bây giờ đưa cái cây vô chỗ cũ mà ông kia, cái ông ngồi nãy chỗ này ông mất tiêu rồi. Rồi trở về chỗ cũ cho người ta nha các bạn. Tại vì giống như mình làm thử thách thôi chứ không phải gì. Rồi bây giờ tiếp tục cái tàu kéo sẽ thử lôi một cái bụi cỏ nào đó thử coi sức mạnh như thế nào, tại chân vịt mới đổi thay, thay đổi gì đó. Đây bây giờ thì cái tàu kéo sẽ chuẩn bị lôi nhưng mình chuẩn bị vớt nữa. Bây giờ thì Thanh sẽ tiếp tục thử cái chân vịt tiếp theo là cái tàu kéo đưa vô cái bụi cỏ sẽ gịch nó như thế nào ha. Rồi ok, tất cả đã chuẩn bị, cỏ đã buộc xuất phát. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng xem nha, cái pha này cũng khá là hấp dẫn và thú vị. Đây, cỏ ở trên là cái cỏ đó chiên ra để cho bò ăn. Bây giờ thì ok, tàu kéo sẽ lôi bụi cỏ. Ok ok, rồi diễn đi em, khá là hay á. À, diễn đi, quá đẹp, bụi cỏ kìa. Ôi, dịch dịch luôn kìa. Rồi, quá đẹp. Ok, đúng rồi. Hay quá em ơi. Tàu kéo không nổi luôn rồi. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Cạn nước luôn à. Dữ dữ dữ. Ngon ngon. Vô số, vô số. Đấm núi rồi, không nổi luôn rồi. Giảm số bụi cỏ lại đi chứ. Giảm số bụi cỏ lại đi, quá trời ơi. Quá trời ơi. Giảm xuống chừng 1-2 cây được rồi. Cái này cũng chơi nguyên một bụi luôn. À, bây giờ sẽ giảm số lượng cỏ lại nha. Chứ cỏ nhiều quá no luôn, ăn không hết. Ok, bây giờ em ấy sẽ bắt đầu giảm xuống còn 1-2 cây gì đó. Rồi. À, đầu ngoài là thử cái một cây như thế nào, tại vì cái là cái cỏ đó đó, trừ khi là một sức mạnh trái một thì nó đứt, chứ là nó dịch cà hẹn cà hẹn cà hẹn thì nói chung là rất là khó ha. Đây bây giờ thì tiếp tục, tiếp tục. Hôm nay thì Thanh liều chơi hết mình luôn. Ủa nặng lắm chứ anh, nói có nhẹ đâu. Rồi ok, bây giờ bây giờ sẽ chuẩn bị giật máy thôi. Action diễn. Rồi bắt đầu nha, các bạn cùng xem ha. Mới luôn. Không nổi rồi, ừ đúng rồi, tháo cái bông ra. Không nổi luôn rồi. Anh ơi. Bắt chớn, bắt chớn gạch luôn thưa ơi. Bắt chớn gạch luôn. Gì vậy? Dính cỏ hả? Dính cỏ hả? Ơi má ơi. Chém nguyên con dây luôn hả? Trời ơi. Đây bây giờ dính cỏ rồi các bạn, quá trời nhiều. Ôi ôi má ơi, quất nguyên công dây luôn kìa. Rồi sao chạy, có cái dao không? Dao
Đây thì bây giờ thì tiếp tục nha các bạn. Bây giờ thì gỡ cỏ cũng gỡ nguyên cái cọng dây ở dưới rồi. Bây giờ em ấy sẽ chuẩn bị đề dịch lại. Nắm đuối nha. Rồi, bắt đầu. Chuẩn bị. Dịch một phát một là văng luôn á. Cọng dây quá bự, cọng dây với cọng cỏ bằng nhau mà. Rồi, bắt đầu. Nhắm ga luôn nha, lên ga luôn. Đầu tới giữ chặt gà cỏ luôn rồi. Dính gì vậy? Rồi tới luôn. Cạn vô luôn rồi. Mở đi. Tao kéo quyên áo rồi. Rồi. Ok, chắc có lẽ cái video mình sẽ tạm dừng tại đây nha các bạn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.